Vâng, em xin chào quý vị. Đấy. Hôm nay là em lại có một cái con ông đi rời quý vị nhé, ông đi rời. Ở đây là con ông đi rời của dòng Intech 205. Vâng. Mã của nó là con A905 nhé, là A905 và A905. Đấy. Con này thì về nó có một điểm đặc biệt, đây là hàng xuất châu Âu, là hàng xuất châu Âu. Đấy, không hiểu tại sao mà trong cái đám này nó tự nhiên là có một con xuất châu Âu quý vị nhé. Hàng xuất Âu thì đương nhiên là nó sẽ là điện 220 rồi, rất là tiện cho quý vị ai đã và đang không muốn lòng vòng trong cái chuyện đổi điện. Đây. Đấy. 200 AC là 230V 50Hz 58W. Đấy. Thì đây là điện áp 220 nhé. Đấy. Hàng made in Japan đây, made in Japan. Đấy. Hàng xuất Âu nên là cái cọc loa của nó làm cũng khác thì một chút xíu. Đấy. Bình thường cọc loa của nó sẽ có một cái nỗ ở đây, nhưng mà đây bọn này cọc loa của nó kín luôn. Đấy. Chúng ta sẽ cắm loa vào đây nhé, cắm dây loa vào đây. Đấy. Ok. Đấy. Công suất của con này là đi 58W như em vừa nói, và loa đi kèm của nó thường là những cái dòng loa bass 16 và bass 16, bass 14 này quý vị nhé. Rất nhiều đầu vào cho quý vị lựa chọn này, gồm có line 1, line 2, đấy, đường tape này, đường tape, rồi là đường tuner, đường CD. Còn cái này là cầu Borosesso. Cầu Borosesso này là tác dụng của nó là gì, là nó để cho chúng ta là kết nối với equalizer và chúng ta có thể tăng giảm thêm trên equalizer nhé. Nếu chúng ta bỏ cái này ra là đầu cầu. Đấy. Còn không dùng thì thôi. Và thêm một đường nữa là đường subwoofer preamp. Đấy, sub này là đường, này là đường hỗ trợ để chúng ta cắm cổng sub ra nghe ra loa nhé. Rất tiện lợi. Vâng. Đấy. Chúng ta đưa thêm cái này là tín hiệu đưa ra sub điện. Này, ai nó có sub điện ở nhà thì có thể dùng cái này, hoặc là ai mà trong thời gian tới chúng ta có ý định sẽ bổ sung thêm sub điện. Đấy, thì là chúng ta lấy con này là rất hợp lý. Vâng. Đấy. Hàng bãi đi kiểu gì cũng sẽ hơi có đôi chút xước sát nhé, không tránh được. Mặt mũi còn đẹp, nghĩ thế. Mặt mũi còn đẹp. Có chỉnh ba tép đầy đủ trên mặt máy, ba lăng đầy đủ hết. Với các cái chế độ acoustic protection nghe để nghe thêm các hiệu ứng âm thanh khác nhau. Đấy. Vâng. Đấy thì con này kích thước của nó như sau nhá. Đấy, Intech 205 đương nhiên là chiều ngang là 20,5 rồi. Vâng. Chiều sâu của âm ly là khoảng 24 cm với chiều cao là khoảng tầm 12 cm. Vâng. Thì con âm ly này giá của nó sẽ là 1,8 triệu cho quý vị là ai đang cần. Vâng. Thì mọi thông tin chi tiết quý vị liên hệ cho bên em số điện thoại là 0966 5981 để đặt hàng quý vị nhé. Vâng. Và em xin cảm ơn quý vị đã xem video này và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo bên em. Và những ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để khi mà có sản phẩm mới lên là quý vị nhận được thông báo ngay khi mà bên em lên video nhé. Vâng, xin chào mọi người.